ngành thiết kế đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Các công cụ AI mang đến vô số lợi ích, giúp tối ưu hóa quy trình sáng tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà thiết kế. Hầu như AI hỗ trợ đắc lực mọi khía cạnh trong công việc thiết kế ngày nay. Chào các bạn, trong video này, Quốc Anh chia sẻ cho các bạn công cụ AI để tạo ra các icon app, icon game một cách miễn phí và chuyên nghiệp nhé. Để bắt đầu công việc thiết kế icon app bằng công cụ AI, đầu tiên mình chọn ChatGPT, viết ra yêu cầu đề xuất các ý tưởng để làm icon app với những chủ đề cụ thể nào đấy. Ở đây mình chọn là thiết kế cho mình một cái icon app với đề tài là Music Player. Sau khi xong, hãy yêu cầu ChatGPT tạo ra một cái prompt để tôi đưa vào trong các nền tảng AI genera hình ảnh thiết kế. Lưu ý với những yêu cầu cụ thể về bản thiết kế mà bạn mong muốn. Rồi copy prompt đó vào trong một cái công cụ AI hoàn toàn miễn phí. Đó là công cụ Ideogram.ai. Và các bạn dán prompt đó vào. Chọn tỷ lệ khung hình 1:1 là hình vuông. Rồi sau đó click vào chọn Generate. Sau khi Generate xong, con AI này sẽ cho ra kết quả 4 hình với 4 option. Các bạn có thể là chọn một hình ảnh đẹp nhất để download xuống và sử dụng. Tiếp theo, mình sẽ làm thêm một cái icon game với thể loại là game xếp hình puzzle. Mình sẽ nhập một cái câu lệnh bảo ChatGPT gợi ý cho mình một số ý tưởng cho công việc thiết kế icon game puzzle. Rồi sau đó là yêu cầu ChatGPT tạo ra một prompt để mình đưa vào trong nền tảng công cụ AI genera hình ảnh thiết kế icon đó. Sau khi xong, copy prompt đó vào trong công cụ AI Ideogram.ai để nó thực hiện generate hình ảnh thiết kế. Sau khi gen xong, mình chọn một hình đẹp nhất, rồi sau đó mình download xuống. Rồi mình mở Photopea Online ra, tạo ra một dự án mới. Click vào với kích thước là 512x512 pixel, đúng chuẩn như kích thước icon in game ở trên Play Store. Rồi sau đó các bạn kéo hình ảnh icon game vào trong Photopea để edit và crop lại final hình ảnh icon game của mình. Lưu ý, các bạn có thể sử dụng công cụ edit hình ảnh quen thuộc của mình hoặc theo sở trường của mình để các bạn làm, ví dụ như là Photoshop này, Canva, vân vân. Rồi sau đó các bạn xuất ra dưới dạng PNG. Như vậy đã xong cái phần thiết kế icon game, icon app bằng công cụ AI. Và cuối cùng các bạn đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh Quốc Media để nhận thêm những video mới về những kiến thức của Quốc Anh chia sẻ. Chào tạm biệt các bạn.